Kính thưa quý vị, xin mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng ngày hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 4. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xếp hàng dài chờ mua vé tham quan Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4. Đi tập thể dục, người dân phát hiện rắn hổ mang bò trong khu đô thị. Cận cảnh hồ sông Mây cạn nước, cá nổi trắng xóa mặt hồ. Trích xuất camera vụ xe khách tông nhau, một người chết, nhiều người bị thương. Đấu súng kịch tính, 4 cảnh sát Mỹ thiệt mạng. Núi lửa Indonesia phun trào dữ dội, đóng cửa sân bay quốc tế. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 30 tháng 4. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều du khách đã đến tham quan di tích Dinh Độc Lập. Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều du khách xếp hàng dài để mua vé tham quan. Đây là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng ở thành phố này. Một nữ du khách đến từ Hà Nội cho biết chọn thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến cho kỳ nghỉ lễ của mình. Bởi thành phố Hồ Chí Minh có nhiều địa điểm mang tính lịch sử của thành phố. Nhiều đoàn khách bao gồm cả khách nước ngoài, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên có mặt tại đây. Người muốn ôn lại kỷ niệm một thời chiến đấu hào hùng của dân tộc, người muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, ngày non sông thu về một mối. Hình ảnh chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Sáng ngày 30 tháng 4, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước, 52 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Trong không khí trang nghiêm và long trọng, lá cờ đỏ sao vàng được từ từ kéo lên trong tiếng nhạc, tiếng quân ca và sự xúc động của hàng trăm người dân. Ngay sau giây phút chào cờ thiêng liêng, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc hôm nay. Lễ thượng cờ kéo dài khoảng 30 phút và kết thúc bằng việc thả những cánh chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình. Ngay sau lễ thượng cờ là giải đua thuyền rồng thống nhất non sông. Cuộc đua thi đấu ở 5 cự ly, 1.000m, 2.000m thuyền 12 chèo của nam, 1.000m, 2.000m thuyền 12 chèo của nữ và 2.000m thuyền 12 chèo hỗn hợp nam nữ. Đặc biệt năm nay, ngoài các đội đua trong tỉnh, giải lần đầu có mặt các đội mạnh ở các tỉnh thành khác, gồm Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An và Bình Thuận. Chiều 30 tháng 4, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức phản bác thông tin Đà Lạt xảy ra biến lớn, đang lan truyền trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận tại địa phương. Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định các thông tin nêu trên là sai sự thật, vi phạm pháp luật. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, cùng ngày 30 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh tại quảng trường Lâm Viên tạm ngưng các hoạt động kinh doanh dịch vụ từ 13 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2024. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, đây là hoạt động cần thiết để thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trong quá trình tổ chức các sự kiện chính trị, xã hội tại khu vực quảng trường Lâm Viên trong dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và quốc tế lao động. Để tăng cường công tác an ninh cho các hoạt động chính, các điểm kinh doanh âm nhạc ngoài trời cũng tạm ngưng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong các ngày 29, 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Theo thông tin cập nhật ngày 30 tháng 4, Tuổi Trẻ Online quay lại khu vực Hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ghi nhận hình ảnh cá chết nổi trắng mặt nước. Do nắng nóng kéo dài, Hồ Sông Mây hiện nay đã cạn trơ đáy, diện tích mặt nước giảm từ 196 hectare chỉ còn khoảng 2 hectare. Độ sâu mực nước thấp, số lượng cá trong hồ đã chết gần hết. Trên mặt hồ, cá chết nổi trắng xóa cả một vùng rộng lớn, bốc mùi hôi thối nồng nặc ra xung quanh. Dưới lòng hồ, đơn vị nuôi trồng thủy sản đang tích cực thu dọn xác cá chết để đảm bảo môi trường. Cá bắt đầu chết khoảng một tuần trước và chết hàng loạt từ ngày 28 tháng 4 do lượng nước trong hồ xuống thấp. Trong khi đó, do hạn hán kéo dài, lượng nước bổ sung vào hồ hàng năm là từ các suối tự nhiên xung quanh hồ và lượng nước mưa tự nhiên không còn. Thông tin chi tiết hơn cũng được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Tại Hà Nội, trong lúc đi tập thể dục ở khu đô thị The Manor Central Park, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, người dân tá hỏa phát hiện một con rắn hổ mang bò giữa đường. Qua báo cáo từ lực lượng sở tại, con rắn nặng gần 2kg. Sau khi phát hiện sự việc, bảo vệ của khu đô thị đã quay và bắt được con rắn hổ mang. Khu đô thị The Manor Central rộng khoảng 90 hectare, được quay rào nhưng nhiều lô đất chưa triển khai. Chính điều này khiến cỏ và cây bụi mọc tùm, dẫn tới là nơi trú ngụ cho rắn. Về phương án xử lý,
lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho hay đang yêu cầu lực lượng chức năng báo cáo rõ. Do đây là loài động vật quý hiếm nên địa phương chủ trương sẽ phối hợp với đơn vị liên quan có phương án thả lại con rắn ở vị trí khác phù hợp, tránh xa khu dân cư và không gây nguy hiểm tới người qua lại. Tại Gia Lai, khoảng 3 giờ sáng nay ngày 30 tháng 4, ở ngã tư đường tránh Hồ Chí Minh, giao với quốc lộ 25 thị trấn Chư Sê, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách, khiến một người tử vong và 16 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Nội – Krông Pa đã va chạm mạnh với xe khách chạy tuyến Đà Nẵng – Đắk Lắk. Cú va chạm mạnh khiến hiện trường vụ tai nạn tan hoang, cột đèn tín hiệu giao thông và giải phân cách bị hút văng, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ và điều tiết giao thông. Các nạn nhân được đưa ra khỏi xe và được chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Theo thông tin từ bệnh viện, 16 người bị thương được điều trị tích cực, trong đó có nhiều trường hợp bị đa chấn thương. Nạn nhân tử vong tại chỗ đã được xác định danh tính. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 30 tháng 4, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Trâm, 33 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi cướp tài sản tại bệnh viện Chợ Rẫy. Theo điều tra ban đầu, Trâm đã tiếp cận hai phụ nữ đang ngồi một mình tại khu vực chờ của khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi trò chuyện để tạo lòng tin, Trâm đưa cho họ uống nước có pha thuốc an thần. Khi nạn nhân mê man, Trâm đã cướp tài sản và tẩu thoát. Vào ngày 22 tháng 4, chị T, quê tỉnh Long An, đến Công an phường 12, quận 5 trình báo về việc bị cướp tài sản vào ngày 10 tháng 4. Do bận chăm sóc cha ruột đang điều trị tại bệnh viện, chị T mới đến trình báo sau nhiều ngày. Tiếp đó, vào ngày 24 tháng 4, chị H, quê tỉnh Tiền Giang, cũng đến trình báo về việc bị cướp tài sản vào ngày 23 tháng 4 với thủ đoạn tương tự. Nhận định hai vụ án do cùng một đối tượng thực hiện, Công an quận 5 đã tập trung lực lượng truy xét. Rạng sáng ngày 25 tháng 4, Trâm đã bị bắt giữ tại khu vực phường 15, quận Tân Bình. Tại cơ quan công an, Trâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài, Trâm đã nảy sinh ý định cướp tài sản của những người phụ nữ đang ở trong tình trạng yếu ớt, cần sự giúp đỡ tại bệnh viện. Ngày 30 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một nhóm cướp nguy hiểm gồm Nguyễn Đức Tiến, 31 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, Lê Văn Sĩ, 26 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang và Đỗ Văn Tuấn, 28 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định. Cả ba quen nhau qua mạng xã hội và tham gia vào fanpage Facebook Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Liều. Tại đây, Tiến đã nảy sinh ý định đi cướp để kiếm tiền tiêu xài. Tiến lên kế hoạch chi tiết, chọn những căn biệt thự có ít người sinh sống để ra tay. Sau khi khảo sát, Tiến chọn biệt thự của bà L, 55 tuổi, ngụ quận 12 làm mục tiêu. Tiến mua 3 con dao Thái Lan, một cuộn băng keo, một bình xịt sơn đen và 4 cặp găng tay y tế để phục vụ cho kế hoạch cướp. Sĩ lẻn vào nhà và vừa lấy trộm túi xách của bà L, bên trong có số tiền 1,1 tỷ đồng, thì bị lực lượng PC02 và Công an quận 12 cùng ông Bình và ông Quỳnh lái xe riêng của bà L bắt quả tang. Tiến cũng bị bắt ngay sau đó. Liên quan vụ việc, chiều ngày 30 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức buổi trao khen thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý, với thông tin tại Mỹ, bộ cảnh sát truy bắt tội phạm tàng trữ vũ khí đã thiệt mạng và bộ cảnh sát khác đã bị thương trong cuộc đấu súng ở bang North Carolina. Vụ việc bắt đầu khi cảnh sát đến một ngôi nhà trên đường Conway Drive để bắt giữ nghi phạm tàn trữ súng. Khi họ tiếp cận hiện trường, một nghi phạm ở sân trước nhà đã nổ súng về phía cảnh sát. Các sĩ quan đã bắn trả và nghi phạm này đã thiệt mạng tại chỗ. Tiếp theo, một người thứ hai từ trong nhà đã nổ súng về phía cảnh sát. Sau hơn 3 giờ đối đầu, cảnh sát đã sử dụng xe bọc thép phá cửa xông vào nhà và kết thúc vụ đấu súng. Hai người phụ nữ, một trong số đó là thiếu niên 17 tuổi, đã được tìm thấy bên trong nhà. Vụ việc khiến 4 cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Một số sĩ quan thiệt mạng trong số này thuộc lực lượng cảnh sát tư pháp Mỹ. Cư dân địa phương cho biết họ vô cùng bàng hoàng và lo lắng trước vụ việc. Hiện vụ việc đang được điều tra. Theo hãng tin AFP, núi lửa Ruang nằm ở khu vực ngoài cùng của tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia, đã phun trào nhiều lần hôm nay, 30 tháng 4, buộc người dân phải sơ tán, đóng một sân bay quốc tế gần đó, nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất.
Nhà chức trách cảnh báo mối đe dọa từ núi lửa này vẫn chưa kết thúc sau khi phun trào nhiều lần trong tháng này, khiến hơn 6.000 người phải sơ tán. Cơ quan núi lửa Indonesia cho biết núi lửa Ruang đã phun trào vào khoảng 1 giờ 15 phút sáng giờ địa phương và 2 lần nữa vào sáng 30 tháng 4. Cơ quan này cũng tái thiết lập vùng cấm trong phạm vi 6 km xung quanh núi lửa này và kêu gọi người dân địa phương cảnh giác trước khả năng núi lửa phun ra đất đá nóng, mây nóng và sóng thần do vật chất phun trào rơi xuống biển. Theo báo Kyiv Post, một tên lửa của Nga mang theo bom chùm đã đánh thẳng vào lâu đài Harry Potter, một tòa nhà mang tính biểu tượng ở thành phố Odessa, miền nam Ukraine vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4. Vụ không kích khiến 4 người thiệt mạng, 32 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em và 1 thai phụ. Tòa nhà là một cơ sở giáo dục đại học tư nhân thuộc sở hữu của ông Sergei Kivalov, từng là nhà lập pháp của Quốc hội Ukraine. Bản thân ông Kivalov đang là hiệu trưởng của trường đại học tư nhân này, cũng bị trúng đạn ở đùi phải và đang được điều trị tại bệnh viện. Với nét kiến trúc độc đáo, ngôi trường luật tư được biết đến với danh xưng lâu đài của Harry Potter. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định chung, tại Bắc Bộ nắng nóng gay gắt trước khi bắt đầu đợt mưa dông, còn tại Nam Bộ ngày nắng độ ẩm cao khiến trời oi nực. Cụ thể đối với từng khu vực như sau, từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 39 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Từ ngày mai 1 tháng 5 nắng nóng giảm, Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, sẽ có nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 39 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Từ chiều tối nay, Bắc Bộ bắt đầu có mưa. Người dân cần chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá. Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất sẽ từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngoài ra, hiện nay Nam Bộ đang thịnh hành gió hướng Nam và Tây Nam. Hướng gió này mang hơi nước từ biển vào nên độ ẩm không khí cao. Cùng với đó, bức xạ mặt trời liên tục đốt nóng bề mặt, gây cảm giác oi bức, hầm hập. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc sạch từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!